khu vườn che mở 14 tháng tuổi. Sô đũa hôm nay có trái nhiều lắm rồi nè. Sắp tới có nhiều hè. Sô đũa này mình trồng làm cây sinh khối, cây chắn gió, nhưng nó tạm thời thôi vì cái gỗ sô đũa nó không có bền lắm. Vì lúc đó mình chưa mua được bạch đàn. Bây giờ thì mình mới mua được bạch đàn và mới bổ sung sao thôi. Dưới gốc đó có cây đàn hương đó. Đây là hàng cỏ. Hàng cỏ này là cây sinh khối chủ lực trong thời gian ngắn của tụi mình. Đây là phơi mì vàng này. Phơi mì vàng chỗ này thì nó gặp bóng hơn. Nó gặp bóng hơn thì thế nó lên cái tái sinh nó không có nhiều chồi như chỗ thằng kia. Đây là cây đu chuột. Đu chuột nó là cây dược liệu mà tụi mình thấy nó phát triển khá mạnh ấy, nên vừa làm dược liệu vừa làm sinh khối luôn. Hoa nó cũng chín chín nha, nhỏ nhỏ khá đẹp. Chèn ép cây đu chuột, chèn ép cây trơm của tụi mình đây nè. Nhưng mà không sao, khi mà tụi mình cắt tỉa cây đu chuột này thì cây trơm nó sẽ tự đứng thẳng lại thôi. Đây là cây gì? Đây là cây cẩm lai. Mình kêu 1m6 là chắc nó là cũng 1m5 rồi đấy. Cẩm lai trồng hồi tháng 3, tháng 4 gì đấy. Mà bây giờ nó cũng cao khá lớn, khá nhanh đấy. Đây là cây phù dung. Phù dung hôm nay hết hoa rồi. Cây đàn hương kìa. Chỗ này hơi gặp bóng, nhưng mà kệ nó. Tại đất mình chưa ổn mà thời gian đầu thì nó hơi chịu khó thôi. Thời gian sau đất ổn hơn thì mình sẽ cắt đĩa cái sô đũa này để cho bạch đàn nó lên. Như là mấy cây nhỏ ở dưới nó còn nhiều sáng thì nó lên. Đây là bụt giấm. Bụt giấm loại này mới bắt đầu ra nụ này. Bụt giấm này chỗ mình cũng lúc đầu phèn. Phèn ghê lắm. Nhìn bụt giấm thấy thương lắm. Nó vàng khè vàng quách à. Nhưng mà bắt đầu qua mùa xuân rồi đó, nên bắt đầu nó khí hậu nó tốt hơn rồi, nó phát triển mạnh. Cây này tụi mình mới gieo sau nè. Có những cây gieo hồi năm ngoái, năm nay vẫn còn á. Cái thân nó đã bằng bắp tay của mình nữa. Còn này là cây chuối. Chuối thì vừa làm kinh tế, thu trái, vừa làm sinh khối. Chuối là cái cây không thể thiếu trong hệ thống vườn rừng đó. Vì nó cái thân nó có khá nhiều nước. Hệ rễ nó ăn sâu và mạnh, khả năng phá đất tốt. Một gốc chuối này thì mình chừa khoảng 1 đến 2 cây thôi. Hai cây này thì nó hơi đồng đều nên tụi mình chừa luôn. Thường là tụi mình sẽ chừa một cây lớn, một cây bé hơn để mà thu hoạch quả. Còn những cây nhỏ hơn á, những cây nhỏ hơn như thế nào nhỉ? Những cây nhỏ hơn như đằng đây nè thì tụi mình sẽ cắt tỉa. Cắt tỉa trả lại làm sinh khối. À, xem luôn cây này nè. Đó, đó là cây chè khổng lồ. Chè khổng lồ này thì nó là cây sinh khối. Mình chủ yếu làm cây sinh khối. Nó có thể làm thức ăn cho heo á, thức ăn chăn nuôi được. Nhưng mà nó có khá nhiều đạm. Nhưng mà chủ yếu là bổ sung thêm vào hệ thống thôi. Chứ nó khả năng cắt tỉa của nó, khả năng tái sinh nó cũng lâu lắm. Cái này mình cắt một đợt rồi thì nó lên. Này là chắc cũng cỡ 2 tháng hơn rồi đó. Thì nó mới cao bao nhiêu vậy thôi. Sinh khối bổ sung thôi. Ở đây có chùm ngây. Chùm ngây đất của mình khá là còn bị dẻ nén á, nên là chùm ngây phát triển không tốt lắm. Nhưng mà bắt đầu nó xanh tươi hơn nhiều rồi đấy. À, một cây nữa. Này là đậu gián. Đậu gián tụi mình trồng để mà thu hoạch quả á. Nhưng mà nó tốt đến nỗi mà kiểu tới thời gian này là mấy tháng rồi nhà, chắc cũng cỡ 5 tháng rồi đó mà nó chưa có hoa nữa, chưa có quả luôn. Bò muốn sập cái vàng vậy đó. Cây này là nếu mà khu vực nào mà rộng rãi á, có khả năng bò được á, thì mình mới bổ sung vào. Tại vì nó khả năng nó bò quá, nó lấn mấy cái cây trồng chính của mình thì không tốt lắm, phải quản lý kỹ hơn. Nhưng phát triển khá mạnh trên đất phèn này. Thời gian đầu 1-2 tháng đầu thì nó còn bé, thì nó nhìn nó hơi quèo quặt thôi. Nhưng mà bắt đầu nó phát triển mạnh rồi. Cái gốc của nó hiện tại chắc cũng lớn bằng cả cầm tay mình nữa. Đâu rồi nhỉ? Đây. Còn cái gốc của nó nè, thấy thương không? Cái gốc nè, cầm tay mình rồi đó. Khủng khiếp, thật là khủng khiếp.
mà chưa có trái, chờ đợi ngày ăn chè đậu gián mà chưa có trái. Nè, khúc này nhìn vô thì sẽ thấy cái hàng chuối và hàng sao đũa. Chuối sao đũa, chuối sao đũa. Cỏ này tụi mình mới cắt cho được 10 bữa đến 14 bữa rồi đó. Vì mùa này là mùa đông nữa. Sau khi cắt cỡ 14 ngày thì nó phát triển chậm lắm. Bà tại vì nó ra chồi mới hoàn toàn thì nó chậm. Nhưng mà bắt đầu từ 14 ngày trở lên nó phát triển nhanh lắm. À, bà đó là hàng đinh lăng, hôm nay đinh lăng đẹp lắm rồi. Bắt đầu nhân giống ra được rồi. Mình đó là cây ổi. Cây cốc khá tốt luôn. Ở đây có hoa bố chín sâm này, nên là cây bố chín sâm hoa nó khá đẹp. Còn này là cây nhào. Nhà nhìn thấy cưng quá à, xanh miết à. Đoạn này có mấy cây đơn lá đỏ, xanh xanh đỏ đỏ cho nhỏ nó mừng. Cây đơn lá đỏ nè. Này là cây dược liệu. Có công dụng gì nhỉ? Nó có thể trị mụn nhọt ấy. Tên khác của nó là đơn mặt trời. Này nó hơi ngược, ngược sáng nên nhìn không lên lắm. Xanh xanh đỏ đỏ cho con nhỏ nó mừng. Cây đàn hương này nhiều nắng hơn này. Còn này là cây dẻo quạt. Cây dẻo quạt này cái lá nó mình nhắc một đoạn nhỏ xíu thôi, cỡ một lóng tay thôi là bắt đầu bỏ vô miệng. Nó nóng cực kinh khủng. Nhưng mà biết thì hãy dùng nha, không biết thì đừng nên dùng bậy nhé.